gian lận xăng dầu, bán hàng giả, hàng nhái, kinh doanh thực phẩm bẩn. Những hình ảnh này không hiếm gặp trong xã hội hiện đại. Biết rằng đó là các hành động sai trái, vi phạm đạo đức con người, nhưng không phải ai cũng có được lập trường vững vàng để vượt qua những cám dỗ và những lợi ích trước mắt. Nếu mà mình chỉ chăm chăm về lợi nhuận và làm theo đủ cách để chiếm được lợi nhuận cao nhất thì trước sau thì mình cũng không thể bền được. Bởi vì mọi người, tức là một là theo luật nhân quả, thứ hai là người tiêu dùng bây giờ mọi người cũng rất là chú trọng về sức khỏe, chú trọng về các thông tin. Nên nếu mà mình mà không đảm bảo được tiêu chí là mình trung thực trong kinh doanh thì mình không thể tồn tại được lâu dài được. Kinh doanh nhà hàng đã được gần 7 năm. Chị Tâm luôn đặt ra những nguyên tắc cho bản thân mình, đó là trung thực, luôn tôn trọng sự thật. Trung thực thể hiện trước hết ở nguồn gốc xuất xứ cũng như chất lượng sản phẩm, bởi đây là mặt hàng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng. Tư vấn cho khách chính xác bằng cái tâm cũng là cách chị thể hiện sự trung thực, bởi mỗi sản phẩm sẽ phù hợp với từng khách hàng khác nhau, tùy theo từng sở thích, ngân sách chi tiêu hay chế độ dinh dưỡng của họ. Sự trung thực cũng được chị lan tỏa tới từng nhân viên trong nhà hàng, trước hết thể hiện ở sự kỹ lưỡng trong khâu chế biến đồ ăn. Nguyên liệu tươi ngon, sơ chế sạch sẽ và đặc biệt là dành cả cái tâm vào trong từng món ăn. Bên mình sẽ có những buổi họp, rồi buổi quán triệt về nhân viên, tức buổi đàm đạo về các lời Phật dạy để cho các bạn có thể thứ nhất là tin tưởng vào con đường mà mình đang đi, là con đường lan tỏa những điều tốt đẹp đến cộng đồng. Và thứ hai là có thể tự hoàn thiện bản thân mình, trung thực trở thành những người công dân có ích. Khi vào quán làm việc thì chị Tâm luôn nhắc mọi người là đảm bảo với công việc và luôn trung thực. Đối với cương vị là một người Phật tử thì mình luôn luôn trung thực trong mọi công việc và giúp đỡ cho mọi người trong xã hội đấy. Tức là đứng trước một số khó khăn, thường là một số nơi thì họ sẽ tìm cách xoay sở, ví dụ có thể bán những đồ không được chất lượng này, rồi là tăng giá cả này. Nhưng bên mình đã xác định từ đầu, đó là cái này là chỉ để làm mô hình một phần để gieo duyên cho mọi người. Nên các Phật tử đã tự bỏ tiền túi ra để có thể được xoay vòng, tức là nhập nguyên liệu các thứ để duy trì được quán. Ngoài ra, nhà hàng cũng bán những suất cơm chay cho mọi thực khách gần xa với hình thức đặc biệt hơn so với những nơi khác. Đó là mọi người đến đây dùng cơm đều trả một mức giá là tùy tâm, tùy vào khả năng tài chính và tùy vào sự tự giác trung thực. Xuất phát từ cái tâm thiện lành, những thành viên của nhà hàng muốn trao đi sự yêu thương, tin tưởng, đức tính trung thực, thật thà với thật nhiều người trong cộng đồng. Vâng, thưa quý vị, đó là câu chuyện về lòng trung thực, một câu chuyện mà chúng ta có thể mắt thấy, tai nghe, có thể dễ dàng nhìn nhận và đánh giá trong cuộc sống hàng ngày. Thế nhưng, bàn về lòng trung thực có một khía cạnh không dễ để tìm hiểu và phân định, đó là trung thực với bản thân. Trong quá trình đi tìm đáp án cho câu hỏi trung thực với bản thân là gì, làm thế nào để trung thực với bản thân, những người làm chương trình đã gặp không ít khó khăn. Và bản tin An Viên 24 giờ đã tìm đến Đại Đức Thích An Đạt, trụ trì tu viện Liễu Quán, tỉnh Đắk Nông và chuyên gia tâm lý Hoàng Anh Tú để cùng giải đáp vấn đề này. Kính bạch Đại Đức, sự trung thực thì có rất nhiều cách hiểu, từ những việc nhỏ tới những việc lớn. Vậy thì theo Đại Đức, sự trung thực với bản thân là gì ạ? Trong một cái phạm trù nào đó, trung thực với bản thân theo một cách hiểu đơn giản nhất vẫn là cái sự chúng ta nhìn nhận vấn đề, nhìn nhận cái cuộc sống của cá nhân mình, nhìn nhận những cái điều kiện sống, nhìn nhận cái môi trường xung quanh và làm sao chúng ta đưa cái cuộc sống của chúng ta nó phù hợp với tất cả cái môi trường xung quanh đó, để làm sao khi chúng ta hiện hữu, chúng ta hành động và chúng ta tiến thân, tất cả mọi thứ nó đều phù hợp với cái khả năng của chính mình. Muốn trung thực với mọi người thì trước hết chúng ta cần phải trung thực với chính bản thân mình. Thì mọi người hiểu được điều đó, tuy nhiên thì cái việc chúng ta áp dụng vào cuộc sống thì lại không phải là một điều dễ dàng một chút nào. Vậy thì theo chuyên gia tâm lý Hoàng Anh Tú, tại sao điều đó lại khó như vậy ạ? Cái việc mà chúng ta không dám trung thực với bản thân, bởi vì rằng là
đôi khi chúng ta xấu hổ với bản thân chúng ta, đôi khi chúng ta hoặc là chúng ta ảo tưởng với bản thân chúng ta. Chúng ta cứ nghĩ rằng là điều này là chúng ta đang trung thực, nhưng mà nhiều khi nó lại không phải là một sự trung thực. Cũng như là khi mà chúng ta đối đãi với người ngoài cũng thế, đôi khi là chúng ta sợ tổn thương người bên ngoài, cho nên là chúng ta lại dối trá, hoặc là vì cơm áo gạo tiền, vì mưu sinh mà chúng ta lại phải lừa dối một ai đó, chúng ta không trung thực với họ. Dưới góc nhìn về tâm lý học thì sự trung thực với chính bản thân của con người thì xuất phát từ đâu? Từ sự giáo dục hay là từ bản tính hay là từ rèn luyện mà thành ạ? Trước đây tôi luôn luôn nghĩ rằng là sự trung thực là bắt đầu từ giáo dục. Nhưng càng về sau tôi càng nhận ra giáo dục chỉ là một phần thôi. Mà vấn đề là gì? Vấn đề rằng là cái cách mà chúng ta đang sống, cái cách mà chúng ta đang thể hiện ra, con cái chúng ta sẽ nhìn vào chúng ta để mà biết rằng là con phải sống như thế nào. Nếu như cha mẹ không trung thực, chúng ta rất khó để chúng ta có một đứa con trung thực. Cho nên tôi nghĩ rằng là nó vẫn phải là gì, nó vẫn phải như gieo một hạt giống xuống, nó sẽ phải được nuôi dưỡng bằng cái gọi là bằng cái trung thực của chúng ta, bằng mỗi hành động của chúng ta, và tất cả chúng ta đều như thế. Cho nên tôi vẫn tin rằng là các mối quan hệ mới làm nên cái sự trung thực. Chúng ta sống ở trong một cái môi trường nhiều người trung thực thì chúng ta sẽ trung thực. Còn đương nhiên trong cuộc sống có thể rằng là chúng ta sẽ phải gặp những người này người kia, có những cái nguồn năng lượng nó xấu. Nhưng nếu như mà chúng ta để các nguồn năng lượng đó nó kéo chúng ta đi, nó khiến cho chúng ta xấu theo nó, thì rõ ràng là tất cả bao nhiêu thứ mà chúng ta đã nỗ lực trong rất rất nhiều năm tự nhiên là biến mất. Cho nên là tôi nghĩ rằng là mỗi ngày mà chúng ta đang sống, mỗi cái khoảnh khắc mà chúng ta đang sống, mỗi người mà chúng ta đang gặp thì chính là những cái gọi là những cái chất dinh dưỡng để mà nuôi chúng ta. Và chúng ta càng gieo được nhiều những cái hạt an lành, những cái hạt trung thực tử tế thì chúng ta sẽ được gặt lại những cái điều tử tế. Vậy thì thưa Đại Đức Thích An Đạt, thì trong giáo lý nhà Phật thì Đức Thế Tôn thì đã có những lời răn dạy như thế nào đối với tất cả những người con Phật về sự trung thực với chính bản thân mình ạ? Thì một trong cái giáo lý mà căn bản nhất đó là cái giáo lý Bát Chánh Đạo, một cái tư tưởng về Đức Phật nói về những cái sự hiểu biết chân chánh đó. Đức Phật nói là phải biết chánh kiến, chánh tư duy. Thì cái chánh kiến, chánh tư duy đó là biểu hiện của lòng trung thực. Chánh kiến tức là sự thấy biết chân chánh. Chánh tư duy đó là sự suy nghĩ, sự suy xét một cách chân chánh. Thì những cái giá trị đó, những cái giáo lý và lời dạy đó, theo tôi nghĩ đó là một trong những cái khẳng định của Đức Thế Tôn về câu chuyện là chúng ta phải biết thể hiện cái sự trung thực. Vậy thì thưa Đại Đức Thích An Đạt, thì làm thế nào để mỗi con người có thể tự rèn luyện sự trung thực với bản thân, luôn luôn giữ chánh niệm trong suy nghĩ và hành động từ những điều nhỏ nhất ạ? Để mỗi người mà nuôi dưỡng được cái lòng trung thực của mình, tạo dựng nó như một cái nếp sống hàng ngày đó, thì trước tiên là mỗi người phải có cái sự chánh niệm trong bản thân. Chánh niệm đó nó được biểu hiện qua câu chuyện là chúng ta làm việc gì chúng ta phải nghĩ tới hậu quả của nó. Một khi con người có cái chánh niệm, nhận thức sâu sắc về cái nguyên nhân và kết quả thì chắc chắn rằng chúng ta không bao giờ thể hiện cái sự dối trá và một cái biểu hiện gì đó khổ đau với người khác. Nên thành ra để nuôi dưỡng cái lòng trung thực đó thì trước mắt là mỗi người phải thực tập được cái sự chánh niệm. Còn chuyên gia tâm lý Hoàng Anh Tú ạ, mỗi người cần rèn luyện cho mình sự trung thực với bản thân mình từ những việc như thế nào tại cuộc sống hàng ngày ạ? Có rất nhiều cách để mà chúng ta có thể rèn luyện. Và như những chia sẻ của Đại Đức Thích An Đạt đó là chúng ta soi chiếu lại chính bản thân mình và chúng ta so sánh với những gì đang xảy ra bên ngoài. Trong mỗi hành động, mỗi cái suy nghĩ của chúng ta thì chúng ta cần một cái sự soi chiếu đó, và nhiều nhất và liên tục nhất đó là cái sự thành thật với chính bản thân. Chúng ta cứ thành thật với chính bản thân, chúng ta cứ trung thực với chính bản thân thì tự động tất cả những cái mà chúng ta đang làm ra bên ngoài nó cũng sẽ là một sự trung thực. Quả thật thì sự trung thực là một cái phẩm chất thật là đặc biệt, khi nó là sự tổng hòa của rất nhiều những cái phẩm chất như là chuyên gia vừa chia sẻ về sự dũng cảm, tự tin, tử tế và chính trực, để chúng ta luôn luôn sống hết mình và tử tế với nhau trong cuộc sống này. Xin được cảm ơn những chia sẻ của Đại Đức Thích An Đạt và chuyên gia tâm lý Hoàng Anh Tú trong chương trình ngày hôm nay. Xin cảm ơn. Hy vọng rằng chia sẻ của Đại Đức Thích An Đạt cùng với chuyên gia tâm lý Hoàng Anh Tú thì đã giúp quý vị hiểu hơn về những cách rèn luyện cho bản thân mình sự trung thực trong cuộc sống hàng ngày. Và chúng tôi xin được quay lại với bản tin An Viên 24 giờ.